Như thừa cả nhà nhé, hôm nay là ngày 23 này. Câu gặp nhà em này, rượu kéo mà cầm mà rượu này. Đấy, rượu vàng luôn. Nhìn cáo thế này là bị cáo gặm chuẩn nhá, cáo gặm đỏ này. Đi bình cũ rất là tốt này, đấy khách nhà em chỉ uống 2-3 làng là thôi rồi đấy. Đây là nhà em 2 cân này. Mua cả cân thì em để cái giá sĩ nhá, còn nếu em mua theo làng cái này là gặm đỏ là 20 cân này, 2 cân này, này. Đây là quệ này, quệ này là quệ xuất khẩu nha cả nhà, cái quệ xuất khẩu loại một này, không phải cái quệ là từng cái bè thật to như một cái bè thế, là cái quệ này không thơm, quệ này chỉ cần bỏ một tí thôi, còn cái cảng này là mình mà nó phở nậu được cả hắn này, vò hề này, cùng nó phở này, hậu quả này. Đây là mắc khẹn nha, mắc khẹn giá vì còn đây hạt dội, một làng hạt dội là hơn 80 hạt này, cứ mỗi lần mình dùng là mình chỉ dùng một hạt này thôi, tha hồ dùng. Đấy, cụm này, ngay cụm nhà em này, tạo đỏ em mới đã đọng cho khách này. Rượu quẹo luôn.